Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 6, tuần qua, Quốc hội đã thảo luận ở hội trường về nhiều vấn đề quan trọng. Có thể kể đến như kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội ngân sách nhà nước năm 2023, thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, kế hoạch tài chính quốc gia và vay trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025. Nhiều đại biểu Quốc hội đã có những nhận định tích cực về công tác điều hành chính sách tài khóa. Sáng ngày 2 tháng 11, Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng đã giải trình về các ý kiến đại biểu nêu. Phát biểu tại hội trường, nhiều đại biểu quốc hội nhận định rằng công tác quản trị ngân sách và thực thi chính sách tài khóa đóng vai trò quan trọng trong nửa nhiệm kỳ qua. Trong hoàn cảnh khó khăn, dịch bệnh, các kế hoạch tài chính, ngân sách trung hạn và hàng năm đều được triển khai, thực hiện đạt và vượt kế hoạch, đảm bảo các nhu cầu chi định kỳ và đột xuất, bộ chi thấp hơn dự toán, nợ công, nợ chính phủ nằm trong giới hạn an toàn dư địa cho chính sách tài khóa được triển khai tích cực, hiệu quả. Việc thực hiện chính sách tài khóa năm 2021, 2023 và đặc biệt là năm 2023 của nước ta qua hàng loạt nghị quyết của Quốc hội, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong giai đoạn này được cụ thể hóa bằng các văn bản pháp lý của chính phủ đã góp phần giúp nước ta tiếp tục giữ vững ổn định vĩ mô. Năm 2023, mặc dù có nhiều khó khăn, nhưng với sự đồng hành của Quốc hội, sự điều hành chủ động, linh hoạt có trọng tâm, trọng điểm của chính phủ và thủ tướng chính phủ, nền tài chính quốc gia đã đạt được những kết quả ước thu ngân sách năm 2023 đạt và vượt kế hoạch, kinh tế vĩ mô ổn định, các cân đối lớn được đảm bảo. Giải trình tại phiên thảo luận, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước nêu rõ, thời gian qua, chính phủ đang thực hiện chính sách tài khóa mở rộng, có nghĩa là chính sách tài khóa thâm hụt thì phải giảm thuế nhưng vẫn tăng chi ngân sách. Trong 3 năm vừa qua thì chúng tôi đã trình với Quốc hội và Chính phủ giảm giảm thuế đối với các cái loại thuế cũng như là gói tiền thuế đất. Thế thì gọi là năm 2021 giảm giảm được 132,4 ngàn tỷ. Năm 2022 thì 233 ngàn tỷ và năm nay dự kiến khoảng độ 200 ngàn tỷ. Thì như vậy đây cũng là một cái nỗ lực rất lớn. Về dự toán tình hình ngân sách năm 2023, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước cho biết, đến ngày 30 tháng 10, thu ngân sách đã đạt 85%. Một số ý kiến đại biểu về việc tăng thu từ tiền đất, Bộ trưởng cho rằng thu từ tiền đất và khoản thu từ dầu thô còn rất nhỏ. Thu ngân sách chủ yếu từ vai trò của sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là thu nội địa. Về thu ngân sách năm 2024, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước cho rằng dự toán tăng 8,46% so với ước thực hiện năm 2023. Đây là một chỉ tiêu đòi hỏi rất nỗ lực đặc biệt khi đã bố trí chi xây dựng cơ bản tới 32% tổng chi ngân sách